trên một thị trấn ở Mỹ. Lưu truyền một truyền thuyết, một bà lão tên là Stebbins kinh doanh một nhà nghỉ. Những người đến nghỉ chân ở chỗ của bà, không có ai sống sót ra ngoài. Tất cả đều bị bà dùng rìu chặt đầu chết. Hiện nay bà lão đã qua đời mấy chục năm rồi. Con cháu của bà kế thừa nhà nghỉ này, mượn truyền thuyết về bà lão, tạo ra một nhà nghỉ với chủ đề căn phòng mưu sát để mời gọi khách hàng. Nhưng mà các du khách săn bản không đến, việc kinh doanh ngày càng tệ. Hai em họ nghèo đến mức đi vệ sinh không có cả giấy. Lúc này người anh trai rách cảm thấy nghề này quá khó, bọn họ không nắm chắc được, nên đề nghị bán nhà đi, hoặc là đổi ngành nghề khác. Nhưng cô em gái Lily vô cùng sùng bái bà nội, kiên quyết cho rằng nhất định sẽ giàu sụ, chỉ là chưa gặp được cơ hội mà thôi. Một hôm cô em gái xem được một buổi phát trực tiếp của Hemi, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, chính là mời Hemi đến ngủ một đêm, giúp bọn họ tuyên truyền câu chuyện kinh dị của nhà nghỉ. Hemi là một hot girl nổi tiếng trên mạng, cô ấy nhận được lời mời đến khách sạn của hai anh em họ. Nghe nói rằng năm đó bà lão thừa nhận tội ác, nhưng vì cảnh sát không tìm thấy thi thể nên không thể lập án. Bà lão ấy sống và chết tại nhà. Các fans dưới sự giới thiệu của Hemi thi nhau đến đặt phòng, làm hai anh em họ thầm vui sướng. Chính vào lúc này, điện thoại của Hemi vì mất tín hiệu nên buổi phát trực tiếp bị gián đoạn. Lily giải thích là năm đó bà nội vì không để người ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người chết, đặc biệt lắp tấm thép vào tường. Trong phòng bố trí rất nhiều cơ quan, còn có mật đạo. Lúc đó bà nội còn đặt ra rất nhiều quy tắc hà khắc cho du khách. Đầu tiên là không được hút thuốc, thứ hai là không được đặt chân lên đồ dùng trong phòng. Còn có điểm quan trọng nhất, chính là hành khách nam nữ không được đánh bài trong phòng. Tất cả những ai phạm lỗi đều bị chặt đầu chết. Trong phòng còn có rất nhiều vết máu của những người bị hại. Lily giải thích cặn kẽ, nhưng Hemi lại nghi ngờ. Nếu như bà ấy năm đó giết nhiều người như vậy, tại sao cảnh sát không tìm thấy dù chỉ một thi thể chứ? Hoặc có lẽ chỉ là bà ấy tự ảo tưởng ra mà thôi. Cho nên tất cả đều là bà ấy ngụy tạo ra. Đối mặt với nghi ngờ của Hemi, Lily vô cùng tức giận. Bà nội của cô ấy là nữ sát thủ liên hoàn đầu tiên trong lịch sử. Lily tức giận liền rời đi. Hemi cho rằng Lily chắc có bệnh gì đó. Bởi vì có tín hiệu lại, nên Hemi lại tiếp tục phát trực tiếp. Cô ấy bóc phốt nhà nghỉ này thật sự có gì đó bất thường. Nhưng chủ nhân của nhà nghỉ chắc bị bệnh gì đó. Tất cả các vụ án đều không tồn tại. Lời nói này của Hemi làm cho các du khách lại thi nhau trả phòng. Vì để ngăn cản Hemi tiếp tục bôi xấu nhà nghỉ, Lily quyết định làm một chuyện đáng sợ. Cô ấy ngắt mạng đi. Không có chuyện gì đáng sợ hơn việc không có mạng phải không? Sáng sớm hôm sau, hai anh em chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Hemi. Lily nói dối là mạng có vấn đề. Vốn nghĩ là Hemi sẽ rời đi, không ngờ cô ấy thay đổi chủ ý. Thực tế Hemi rất thích thú với vụ án giết người liên hoàn. Lần này đến cô đem rất nhiều trang bị, muốn tìm ra thi thể mà bà lão giấu đi. Thấy Hemi thích thú như vậy, Lily cũng rất vui vẻ. Dùng dụng cụ mà phát hiện trên bàn một số dấu vết để lại. Nhưng khi lật sàn nhà lên, lại chỉ là mấy chai rượu mà bà lão cất đi. Rồi Hemi lại tìm thấy trên tường có một kho bảo hiểm. Sau đó khi mở kho bảo hiểm ra, bên trong có một cái máy khâu lỗi thời. Kết quả này lần nữa làm Lily phát điên. Cô vô cùng sùng bái bà nội, thậm chí hoang tưởng trong kho bảo hiểm sẽ có rất nhiều dụng cụ hành hình. Jack cũng bắt đầu nghi ngờ về truyền thuyết của bà nội. Hemi sau khi về lại phòng, quay lại Vi, chỉ ra câu chuyện mưu sát của bà lão chỉ là một lời nói dối. Cô bảo các fans đừng nên đến đây, nhưng bởi vì không có mạng nên cô không tải Vi lên được. Chính vào lúc cô dọn đồ rời đi, bên ngoài nghe thấy tiếng hai anh em họ cãi nhau. Hemi tò mò nên nghe trộm. Hóa ra Jack muốn khuyên Lily bán căn nhà này đi, nói bà nội căn bản không phải hung thủ giết người liên hoàn. Nhưng tín ngưỡng bị bác bỏ là một chuyện rất đáng sợ. Lily tắt canh chai một phát, sau đó cầm lấy rìu của bà nội, chuẩn bị đi dọa Hemi. Mà tất cả đều bị Hemi nghe thấy rõ mồn một. Đêm khuya, Lily mặc lên quần áo của bà nội, âm thầm đến cạnh giường Hemi. Không ngờ Hemi đã có cảnh giác. Cô xịt hơi cay vào Lily, rồi cười nhạo cô ấy điên khùng như bà nội của cô ta vậy, còn lấy máy quay ra quay lại. Hemi cười nhạo chế giễu làm cho Lily phẫn nộ. Vốn dĩ chỉ muốn dọa Hemi, nhưng lần này cô ấy lại có sát tâm. Cô ấy cầm rìu chém về phía Hemi. Hành động này làm Hemi sợ hãi vô cùng. Cô vội chạy ra ngoài, rồi vô tình bước vào phòng điều khiển. Cô vội cắm dây mạng vào, rồi bắt đầu phát trực tiếp cầu cứu các fans, nói là có người muốn giết cô. Mà lúc này Lily cũng đuổi đến nơi. Hemi một chân đá Ly Ki ngã lăn, rồi tiếp tục chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa không ngừng bảo các fans báo cảnh sát, không cẩn thận dẫm vào vết hở trên sàn, ngã từ trên cầu thang xuống. Mà Lily cũng đang bước dần xuống. Mặc kệ lời cầu xin của Hemi, Lily cầm rìu lên, chém vào người Hemi. Cảnh tượng nào đều được Hemi phát trực tiếp lên. Các fans bắt đầu thích thú, thả rất nhiều like.
Jack nghe thất động tĩnh liền bước ra, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Lúc này anh chú ý đến, đơn hàng của nhà nghỉ đang không ngừng tăng lên. Sau khi nhìn thấy tất cả, Jack có một suy nghĩ to gan. Anh nhặt điện thoại của Hemi lên, tắt trực tiếp, sau đó cầm dây thừng cho vào cổ của Lily, trong miệng còn nói lời cay đắng. Em gái à, ngành nghề này quá khó, em không làm được đâu, vẫn là để anh trai đến làm. Một năm sau, nhà nghỉ làm ăn phát đạt, người đến thuê phòng xếp thành hàng dài, số đơn hàng xếp đến 800 năm sau. Jack lúc đó giết chết Lily, ngụy tạo là cô ấy sợ tội tự sát. Mọi người thi nhau đến xem, Jack kiếm được một két tiền. Anh ta giấu tiền vào trong kho bảo hiểm của bà nội, lại không cẩn thận động vào cơ quan của máy khâu. Anh ta rơi vào tầng hầm mà bà nội lúc còn sống tạo ra, bên trong đầy rẫy những bộ xương khô. Jack không chỉ không sợ, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Hóa ra bà nội thật sự là tên giết người liên hoàn, điều này sẽ làm cho nhà nghỉ làm ăn phát đạt hơn nữa. Chưa kịp vui mừng quá lâu, cánh cửa tầng hầm tự nhiên đóng lại. Jack kêu gào thảm thiết, các hành khách trong nhà nghỉ vẫn đang vui vẻ kể về vụ mưu sát của Lily. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu, tin rằng có người đã phát hiện Lily chính là Alice trong vùng đất quỷ dữ, cũng là nữ chính trong phim Resident Evil. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết, chúng ta gặp lại sau.